Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 con giáp sẽ là đại diện cho 12 câu lạc bộ đồng niên lần đầu tiên tham gia tranh tài tại giải vô địch các câu lạc bộ 12 con giáp sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3. Mười sáu thành viên của mỗi đội sẽ tạo nên 96 trận match play đầy hấp dẫn và kịch tính tại một trong những sân golf đẹp nhất miền Bắc, Sky Lake. Hãy đến và cổ vũ cho các câu lạc bộ để biến giải đấu 12 con giáp trở thành một ngày hội thực sự của các câu lạc bộ đồng niên và cùng đón xem con giáp nào mới là con giáp mạnh nhất, khéo léo nhất, đoàn kết nhất và bản lĩnh nhất. Ngày 3 tháng 3, gặp mặt báo chí và bốc thăm chia cặp thi đấu. Ngày 12 tháng 3, thi đấu chính thức cả sáng và chiều. Tất cả sẽ được tường thuật trực tiếp trên GolfNews TV và các hạ tầng app, Facebook, YouTube. Thông tin chi tiết về giải vô địch các câu lạc bộ 12 con giáp đều có trên golfnews.vn. Giải vô địch các câu lạc bộ 12 con giáp hội tụ và giao lưu